Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của chương 2 về phần ôn tập. Thì đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng nhìn vào phần nghe nhé. Listening. Listen and write. Phần này người ta cho mình phần bài nghe, trong đó có một cái khung đáp án là những cái môn học. Ở phần dưới chúng ta có hai nhân vật là bạn Lucy và bạn Tom. Chúng ta, việc của chúng ta sẽ phải là điền vào những cái thời khóa biểu này từ thứ 2 đến thứ 6 những môn học gì, đúng không nào? Vậy thì câu đầu tiên người ta làm mẫu cho mình là PE. Vậy thì còn 4 câu còn lại, các bạn về nhà sẽ tự nghe và đọc theo cho cô nhá. Làm bài nghe này. Tiếp theo chúng ta có bài đọc và viết, viết đúng hoặc là sai. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một bức tranh cho mình nhìn này, đúng không nào? Rồi sau đó mình sẽ nghĩ xem là đúng hay sai. Ví dụ như câu đầu tiên, there's a pencil case on the desk. Có một cái gọt bút, có một cái hộp bút ở trên bàn, đúng hay sai? Đây, chúng mình nhìn thấy hộp bút đây, đúng không? Vậy thì câu đầu tiên của cô sẽ là yes. Câu 1, cô có Tom's reading a book. Tom đang đọc sách thì đúng hay sai? Không, bạn ấy đang vẽ tranh mà, đúng không? Vậy thì câu này của cô là sai. Câu 3 này, there are notebooks in the bookcase. Có quyển vở ghi, quyển sổ ở trên giá sách, đúng hay sai? Có. À rồi đây, đúng không? Thì nó nhiều như thế này cơ mà. Đúng là đây, bởi vì đây, bởi vì đây, đúng không nào? Câu 3, có một hòn tẩy ở trên bàn. There's an eraser on the desk. Đúng hay sai? Có hòn tẩy không nhỉ? Nếu như là không thì phải no thôi nào. Đúng rồi, không có. Có một cái máy tính ở trên bàn đây, mình nhìn thấy ở đây rồi, đúng không? There's a computer on the desk. Yes. Rồi. Vậy thì phần bài này về nhà các bạn sẽ làm lại cho cô ở trong sách, được chưa? Và các bạn sẽ so sánh đáp án với cô nhá. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần tiếp theo này. Phần trò chơi. Phần trò chơi này thì sẽ chơi như thế nào? Trước hết là chúng mình có hai đội, đúng không nào? Chúng ta lần lượt chơi này. Chúng ta có bốn cái câu hỏi ở đây trong cả chương này. Câu đầu tiên đó là miêu tả xem là có cái gì ở đâu đó. Ví dụ câu mẫu đầu tiên, hình màu tím, hình kim cương màu tím, chúng ta có câu hỏi. Câu miêu tả days. Days là cho số ít, đúng không nào? Và there là cho số nhiều. Vậy thì trong câu mẫu người ta sẽ cho mình câu là there's a computer on the desk. Câu 2, cô có hình tròn màu xanh lá cây, là hỏi về khi nào thì bạn có môn học gì? Ví dụ, câu hỏi người ta cho là khi nào thì bạn có môn toán? When do you have math? Chúng ta có câu trả lời là I have math on Tuesday. Câu 3, cô có câu hỏi là môn học yêu thích của bạn là gì? What's your favorite subject? I like music. Có thể thay thế bằng những môn học khác cũng được, đúng không nào? Và câu 4 là chúng ta có câu hỏi, vậy thì bạn làm gì ở trong giờ học nào đó? Trong câu mẫu người ta cho mình là trong giờ học thể dục, chúng ta có là what do you do in PE? I do exercise, đúng không? Rồi, vậy thì phần bài trò chơi này các bạn về nhà hoặc là chơi ở lớp, chúng ta sẽ chia đội và làm trò chơi này cho cô nhé. Trong cái khung này thì người ta đã cho mình hết tất cả từ mới của cả chương rồi. Vậy thì về nhà các bạn sẽ chơi lần lượt cho cô cho trò chơi này nhá. Rồi, bây giờ chúng mình chuyển qua phần tiếp theo. Phần cuối cùng này thì không có gì cả, chỉ là phần tổng kết chương học thôi. Vậy thì sau bài học này các bạn sẽ phải học được những gì? Đầu tiên, có thể nói về được những gì có trong lớp học của bạn. I can say what is in the classroom. Câu 2, có thể hỏi và trả lời về những môn học mà chúng ta yêu thích. I can ask and answer about favorite subjects. I can talk about school timetable. Có thể nói về thời khóa biểu. I can say what I do in different classes. Có thể nói về những gì chúng ta làm ở trong những lớp học khác nhau. Vậy thì qua bài này mong rằng các bạn sẽ ôn tập thật nhiều và thật tốt để chúng ta có thể đạt được hết tất cả những cái mục tiêu bài học này, được chưa nào? Rồi, vậy thì bài ngày hôm nay của chúng mình là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương sau nhé.